hơi gầy một chút. Thì là vừa cân được chính xác là 19 cân. À, nhìn cái bụng của nó này, là cái thể trạng của nó. Em đực này thì bây giờ là mười mấy tháng rồi, gần 20 tháng rồi. Đây, em này là có thể lấy về để ai mà cần đực để làm lấy giống thì có thể lấy giống được ngay. Để nhìn cái mặt của nó. Đây. Đó. Em này thì răng là đủ răng, răng đẹp, ôm khít 10 điểm. Đủ răng, ok. Và em cái này. Đây. Em cái này thì là em cái bản. Bắt em cái bản về. Đây rồi, thả kệ con đực đứng đầu con cái để còn so chiều cao. Thì đang hơi gầy. Đó. Bụng này, nhìn cái bụng thắt này. Em cái này thì không cân nhưng mà chắc là sẽ rất là nhẹ cân. Về cái khung gọng thì nó cũng không có nhỏ con đâu. Gọi là hơi nhỏ một chút. Chứ cũng không nhỏ, đứng so cạnh con đực thì sẽ thấy. Em cái này về răng thì cũng tốt. Đó. Em này là có thể đi chứng nhận giống được này. Bận thành ra nó không cho đi. Mặt mũi các thứ là ok. Đây, răng đủ, chó non nhìn cái răng của nó là nó còn đang răng nó đang nhọn hoắt này, răng nanh nó đang nhọn hoắt này. Con này thì có lẽ khoảng tầm 2 tuổi. Bây giờ khoảng tầm 2 tuổi vì đây này, nhìn cái răng nanh của nó nhọn hoắt này. Còn cái này thì nó đẻ một lần là ở trên bản là nó phối trộn mà nó đẻ một lần rồi. Về mình thì nó lên giống gì đấy, nhưng mà mình nuôi nhiều chó là nó lên giống là mình bị bỏ lỡ mất. Như đợt này nó bắt đầu là có thể là theo dõi được này. Thì nếu mà ai mà cứ thích bắt cặp này thì có thể để cho một cặp luôn để mà gây giống. Cái thì cái bản, còn đực thì là mình bắt đực ở Hà Nội bố mẹ bản. Còn đực này là mình bắt ở Hà Nội. Đực này là lúc bé là bắt 5 triệu này. Nhưng mà vì là đực với đực nó cũng bụp nhau, mà nhà mình nuôi mấy con rồi. Lại nuôi thêm con Bắc Hà nữa, thành ra là sẽ nhượng bớt đực. Đó thì cái con đực vẹn này là mọi người có thể là ai mà thích cái nhân giống con vẹn thì có thể bắt cái con đực vẹn này. Đực này thì vừa cân là 19 cân. Đang để ý cái gì? Bài để ý chó bên kia. À, bụng à. Nó còn có phần da mà bụng nó còn thắt vào này. Vì đầu mùa nóng nó ăn kém. Dù sao nó là con cái bản, nó cái độ thích nghi của nó cái năm đầu tiên này nó không có cao. Đấy. Nhìn như này là nhìn được cái miệng của nó này, miệng lưỡi. Răng thì cả hai con này nó đều là con, cái con chó nó còn đang rất là non. Nhìn cái răng này của con vẹn này, nhìn cái răng nanh của nó này. À, răng nanh nó nhọn hoắt này. Đó. Còn cái này cũng thế này. Cái màu răng thì còn do cái vấn đề ăn uống, nhưng mà cái độ nhọn, độ tù cái răng nó để có thể nhìn ra cái tuổi của nó ngay. Con chó mà từ 3 tuổi trở nên là cái răng nanh của nó bắt đầu nó mòn. Còn như cái con chó non nên là cái răng nanh nó nhọn, đầu răng nó nhọn hoắt. Vì đây nó là những con chó bản cho nên là thành ra là như con này là con chó bản này. À, thành ra là phải chúng ta phải dựa vào những cái đấy để chúng ta kiểm tra về cái tuổi của nó. Con này thì cái sắc tố mắt của nó rất là tốt. Cái này. À, nhìn mắt của nó đen xì. Đó. Thì mọi người ai mà thích bắt một cặp hay là ai thích bắt một con thì liên hệ với mình qua điện thoại 0901008234 nhé. Chủ yếu là cái con đực này là cái con mà cần gấp, vì con đực nó cần một cái khoảng không gian vận động, mà ở đây là nó có mấy con đực, thành ra là nó cứ phải như con này hiện tại bây giờ nó đang phải cho ở chuồng, hơi bí chó cho đi lại. Đây, đi vòng ra vườn này, vòng ra vườn rồi vòng lại vị trí cũ đấy.
trong lúc tiện đấy còn được có đi tí thì ngắm con cái đó, bộ khung của con cái, đuôi con cái, con cái thì đuôi đẹp, đây con cái đây, cái này nếu mà ở trong cái cọc bản là con này là cũng là con đẹp đấy, đấy những mặt đó. Đó. Em này thì mình chỉ có một cái là em này là nó, nếu mà gọi là để mà điểm chê của nó thì nó hơi nhỏ con. Tất nhiên với con chó cái vậy là cũng là ok rồi, nhưng mà mình thì mình thích cái con chó cái mà nó dư giả cân ra một chút, trạng nó khoảng tầm 20 cân. Em này để nhân giống thì cũng là ok. Mọi người biết đây là con chó này trên bản, nó trưởng thành ở trên bản. Vào nhà chủ mà khó khăn đói ăn thì con chó bản thân ăn nó chẳng được ăn no, nó sẽ nhỏ con. Còn vào nhà chủ mà đầy đủ thì con chó nó vẫn to như ở dưới xuôi thôi. Đó, sắc tố lưỡi này, mép này, răng đủ, tiền hàm trên tiền hàm dưới là đủ cả. Đấy, em được đây. Đây này, nó mà nó hóng về đằng này thì cần để nhìn cái mặt của nó cho nó rõ. Bây giờ thì là 19 cân. Bây giờ 19 cân thì chắc con này chắc đủ cân của nó khoảng tầm 22 cân. Thêm 3 cân nữa. Con này thì chưa cho từng phối con nào, nhưng mà có vẻ bi cà cũng to lắm. Nhưng con này là đúng là chưa cho phối con nào đâu. Vì là đang cho mình nuôi cái vàng, mình đang cho ghép vàng trước chứ chưa cho ghép vệ, cho vần thì chứ chưa cho phối. Đấy. Ham hố thì ham hố lắm nhưng mà chưa cho phối con nào cả, vì nó chưa có đối. Mà để thì đấy là như thế là nuôi nó thì nó hơi phí. Ai mà cần một cái con đực để làm, có thể là làm chó giống hay là nuôi trong nhà, thích một con cọp nuôi trong nhà thì có thể bắt em này. Trưởng thành rồi thì không phải lo gì bệnh tật gì nữa. Còn nếu mà muốn làm cái con đực để làm giống ấy thì cũng có thể làm được luôn. Tất nhiên là nó không phải là cái con ở cái mức xuất sắc gì cả, nhưng mà nó là cái con gọi là đạt cái tiêu chuẩn về răng. Và nó là cái con cọc tịt màu vẹn đạt tiêu chuẩn về răng. Đấy. Mặt mũi đầu thủ thì mọi người xem là mọi người tự đánh giá. Nhìn chung thì bọn cọc vẹn này cái đầu nó hơi nhỏ hơn so với lại bọn màu khác. Hầu hết là mình thấy để ý là cọc vẹn là cái đầu thủ nó nhỏ hơn, bé ngang hơn, và cái chiều sâu của nó cũng không có cái chiều sâu như là màu khác, đặc biệt là màu vàng. Màu vàng là cái màu cái đầu to nhất. Đó thì em này là có thể nhường. Ok, mọi người mà quan tâm đấy, hai em này, cái cặp này một đực một cái thì mọi người liên hệ nhá. Ê, con đực này là cái con lúc mà mình mua cho nhỏ là 5 triệu, còn bây giờ thì đây bán là tùy thôi, tùy duyên chủ. Còn con cái kia là con cọc bản. Nhìn cái bọn vẹn này, cái tai của nó hơi dựng quá, nhìn cái mặt của nó cứ hơi hao hao con Malinois. Hôm nào cái chán của nó thì lại hơi rô rô. Nhìn có một cái nét gì đấy nó giống con Mali. Nhưng như con này thì tai nhỏ chứ tai không to. Đó. Có thể nhìn tai của nó này, tai to đã đành, nhưng mà như cái con vẹn này nhìn cái kiểu mặt của nó nhìn trông nó cứ có cái nét con Malinois, chả hiểu được. Vẹn nhìn cái mặt nó không đặc trưng như là bọn vàng đó. Còn cái dải lông của nó thì đây, cọc tịt đực bi cà đầy đủ, răng phun răng, và răng rất đẹp. Răng là rất là đẹp luôn. Đây nhìn như thế này là có thể xoay được luôn răng tiền hàm cả dưới cả trên này. Nói chung là về răng lợi là đảm bảo là đủ răng và răng đẹp.